Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua, một trong những hướng ưu tiên trọng tâm của Bộ Công Thương là hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai các giải pháp cải tiến năng suất chất lượng, triển khai xây dựng các mô hình điểm, tập trung vào các ngành công nghiệp ưu tiên và qua đó đã góp phần nâng cao năng lực tự thực hiện các hoạt động cải tiến tại các doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp chủ động phát triển. Dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp giai đoạn 2012-2020 đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Theo kết quả khảo sát của Bộ Công Thương về hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp năm 2012-2020, có tới 99,3% doanh nghiệp đánh giá hoạt động hỗ trợ của dự án đem lại hiệu quả. Trong đó, yếu tố cải thiện nhiều nhất là năng lực tự thực hiện cải tiến của doanh nghiệp đã lên tới 98%. Điều này đã giúp các doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm của nhà nhập khẩu, chuỗi cung ứng của các nhà gia công lắp ráp. 95% doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục duy trì cải tiến sau khi kết thúc dự án, trong đó 23,4% mô hình được mở rộng và tiếp tục duy trì. Dự án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hóa ngành công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định 604, thì trong đó xác định rất là rõ các mục tiêu, các cái nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong cái giai đoạn gồm có 5 cái nhiệm vụ chính, thì trong đó cái mục tiêu xác định rất rõ là xây dựng các hành lang pháp lý, vấn đề về tiêu chuẩn quy chuẩn phục vụ công tác quản lý chất lượng của ngành, cũng như là vấn đề về hoàn thiện các cái xây dựng các cái mô hình, các cái công cụ cải tiến để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hóa cho các cái doanh nghiệp. Thì có thể thấy rằng được là trên cơ sở cái nhận thức của các doanh nghiệp trong quá trình chúng tôi tiếp xúc, chúng tôi qua các hoạt động tư vấn và các cái hoạt động đánh giá thực tế tại doanh nghiệp, thì có thể rằng là doanh nghiệp quá trình triển khai thực hiện thì thấy rằng được cái việc mà nâng cao năng suất chất lượng là rất là cần thiết, từ những việc đánh giá từ quá trình nguyên liệu đầu vào đến quá trình sản xuất đến nguyên liệu đầu ra, thì từng cái khâu công nghệ thì chúng tôi nhìn nhận đánh giá của một các chuyên gia, một chuyên môn và chỉ ra rằng là cái nhu cầu và cái bức thiết cần phải cải tiến để giảm cái vấn đề về tiêu hao về nguyên nhiên vật liệu cũng như là tăng được cái hiệu suất của cái cũng như năng suất của sản phẩm, thì chỉ là thấy rõ ràng cái lợi ích của cái việc mang đem lại cái hiệu quả rất là thiết thực cho doanh nghiệp. Các mô hình điểm của dự án đã trở thành ví dụ trực quan có tính thuyết phục, góp phần lan tỏa phong trào cải tiến năng suất chất lượng trong cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan tổ chức. Theo Bộ Công Thương, phần lớn doanh nghiệp điểm thể hiện nhu cầu nâng cao năng suất chất lượng trong giai đoạn 5 năm tới, với tỷ lệ cao hơn ở tất cả các nhóm giải pháp so với các doanh nghiệp nói chung. Trong đó, hơn 96% các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm tới việc đầu tư đổi mới công nghệ, gần 959 doanh nghiệp quan tâm đến việc áp dụng các mô hình, phần mềm để nâng cao hiệu quả quản lý. Có tới 91% các doanh nghiệp điểm có nhu cầu tiếp tục được hỗ trợ từ Bộ Công Thương trong việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa. Thời gian qua, Bộ Công Thương đã triển khai cái đề án nâng cao năng suất chất lượng hàng hóa công nghiệp là hết sức là đúng, hết sức là trúng và nó tạo ra được một cái sự lan tỏa lớn đối với các doanh nghiệp, tạo ra một cái phong trào các doanh nghiệp tiến hành. Trước đây thì trong thời gian đầu các doanh nghiệp rất là bỡ ngỡ, nhưng đến bây giờ đến 95% doanh nghiệp đã có cái nhu cầu tự thân gì phát triển nâng cao cái năng suất lao động và cái chất lượng sản phẩm hàng hóa. Và tôi nghĩ rằng trong thời gian tới cái chương trình và cái dự án các cái dự án này cần phải được tiếp tục mở rộng hơn. Hưởng ứng cuộc thi nhóm cải tiến năng suất chất lượng ngành công thương năm 2020, nhóm của Công ty Cổ phần Xuân Hòa đã thành lập và triển khai dự án cải tiến năng suất chất lượng dây chuyền sơn và bao gói đóng hộp tủ sắt. Sau 3 tháng triển khai dự án, năng suất của dây chuyền sơn tăng thêm 14,2%. Năng suất bao gói tăng từ 80 tủ một ca làm việc lên tới 230 tủ một ca. Tại vòng chung kết, dự án của công ty được Hội đồng Giám khảo đánh giá cao về tính hiệu quả, giá trị làm lợi của dự án cũng như tính sáng tạo, ấn tượng của bài trình bày. Kết quả, dự án cải tiến năng suất chất lượng dây chuyền sơn và bao gói đóng hộp tủ sắt được trao giải ba. Công ty giao cái chỉ tiêu cho làm mỗi vị trí là một tháng là 4 cái cây gen, 4 cây gen là làm cái cải tiến tất cả các sản phẩm, là cải tiến lên là các cái móc với hàng là treo kín dây chuyền hết, năng suất lên là khoảng 98% đến 99%, đem được lại cái lợi nhuận và cái năng suất cho công ty rất chi là nhiều ạ. Xuân Hòa hiện nay đang áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001. Đấy là hai cái bộ tiêu chuẩn chính về chất lượng và về môi trường. Ngoài ra thì áp dụng chương trình quản lý sản xuất TPS, Toyota Production System, trong đó có 5S,
Kaizen, lập lại sản xuất công việc tiêu chuẩn, rất là nhiều những cái bộ công cụ nhỏ bên trong giúp cho cải tiến chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động. Hiện nay, Bộ Công Thương đã hoàn thiện việc xây dựng dự thảo chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2030 và sẽ sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành. Chương trình được xây dựng đặt trong bối cảnh phát triển và các yêu cầu mới của doanh nghiệp về nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh, đặc biệt là tính tới yêu cầu của quá trình hội nhập, định hướng của Việt Nam trong việc hình thành trung tâm sản xuất của khu vực và thế giới, chủ động tiếp cận và tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Theo đó, giai đoạn 2021-2030, chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa hướng tới nhiều mục tiêu mới, trong đó tốc độ tăng năng suất lao động bình quân hàng năm của toàn ngành công nghiệp phấn đấu đạt mức 7,5% và tốc độ tăng năng suất của các ngành công nghiệp ưu tiên cao hơn 12%. Hình thành các trung tâm đổi mới, phát triển sản phẩm công nghiệp, đầu tư nâng cấp 20 phòng thử nghiệm, giám định, chứng nhận chất lượng sản phẩm và đơn vị nghiên cứu, tư vấn chuyển giao công nghệ và phát triển sản phẩm, hình thành các công cụ số hóa, hỗ trợ tư vấn và triển khai hoạt động cải tiến năng suất và quản lý chất lượng tại doanh nghiệp.